Thời tiết nắng nóng quá bác nhỉ, cây cối thì nắng nóng cũng không chịu được. Thế thì hôm nay kênh Bonsai Rẻ lại tiếp tục giao lưu với các bác một số loại cây phôi bonsai giá rẻ. Thì cách mua hàng của kênh thì bác nào chưa biết thì kênh luôn ghi mã số và giá cả công khai rõ ràng. Thế là mình mua hàng bằng cách ghi lại cái mã số đấy rồi nhắn tin qua số Zalo hoặc gọi điện qua số điện thoại mà em ghi ở trên góc màn hình để mình chốt cây. Thế thì cây được chốt xong thì em sẽ gửi cây qua dịch vụ của bên Viettel. Miền Bắc thì là 2-3 ngày, miền Nam là 4-5 ngày sẽ tới tận tay. Mọi người kiểm tra cây khỏe mạnh, đẹp đẽ, đúng mã số thì mình thanh toán cho em. Và bây giờ em sẽ quay chi tiết từng cây một để mọi người xem nhé. Chủ yếu là phục vụ các bác những cây form cao. Mã đầu tiên là mã dành dành mọi người nhé, 155 là 450.000 đồng bao phí ship. Đây cái phôi này đã được làm cơ bản như này đây. Mọi người có thể làm cây giáng tùng, mọi người nhìn nhé, cây rành rành nhưng mà bệ đế rất là đều. Đấy, cây có chân bệ, bệ hàng cắt giật đàng hoàng. Chiều cao của nó là được đến đây là được khoảng 40 cm mọi người nhé. Đấy, đây là một phôi khá đẹp đấy. Đây rành rành ta rất là thơm. Này kéo cành rơi xuống đây. Dành dành ta rất là thơm. Thì cây này bác nào thích thì có thể để chơi hoa, cho vào cái chậu đẹp mình chơi hoa luôn được. Cái bãi tiếp theo cũng là dành dành, đây là 156, 156 cũng là 450.000 bao phí ship cho mọi người. Thế kia chiều cao của cây này nó rơi vào 60 cm mọi người nhé. Cái cây phôi này mọi người có thể thả ra cái chậu đẹp mình để mình chơi hoa được luôn cũng được. Nhìn cây rất là điệu. Đấy, cây xoắn vặn rất là điệu. Mình để mình chơi hoa trong cái chậu đẹp luôn cũng được luôn. Mã 156, 450.000. Bao phí ship cho mọi người. Mã 157, một cây duy nhất nhé mọi người. Mã này là mã 1B, chiều cao chỉ có 12 cm thôi. Một cây kinh điển. Nhìn cực kỳ xinh luôn. Bệ đế nở đều, to, hàng cắt truyền, rụt rịt. Cây này là một cây dòng đáng sưu tầm nha mọi người nha. Một cục như con cóc rất là quý. Đây mặt này cho mọi người thấy. Giá là 600.000 mọi người nha. Rành rành này chỉ có một cục này thôi, này giữ lại chơi thôi, nhưng mà bác nào thích thì bán cho các cái sưu tầm. Mã 157. Rồi, tiếp theo là cái mã dành dành, mã số là 158, 158 là 380.000 thôi mọi người nhé. Cái thân này của nó là to, to hơn ngón tay út nhé. Đấy, to hơn ngón tay cái nhiều. Rồi gốc thì nữa 158 là 380.000. Hai thân một cốt. À, mã lộc vừng 160 cũng là 380 mọi người nhé. 380.000 bao phí ship cho mọi người. À, phôi. À, phôi. Cái mã phôi rành rành 159, 159 cũng là 380.000 mọi người nhé. Đây phần củ của nó đây. Tiếp theo là một cây dưới nhé mọi người nhé. Mã 161 là 550 bao ship. Đây là một cây rất là to cao, củ rất là to này, người so với lon bia.
cái phần đầu này các bác nào không thích, các bác có thể gọi là hạ ngọn, lấy một cái ngọn nhiều đầu u cục luôn. Một cây phôi. Cái phôi này cao lên 80 cm mọi người nhé. Hàng cao to đấy, giá chỉ có 550 ngàn thôi, bao phí. Mã 161 ruối. Cái mã tiếp theo là mã 162 nhé mọi người nhé, cũng giống kiểu 161 nhưng mà nhỏ hơn chút, thấp hơn chút. Cây này cao khoảng 70 cm thôi, 450 ngàn, bao phí ship cho các bác. Phôi rất là to cao, bác nào thích các bác về chiết lấy cái cục đầu này này, làm một cái cục lùn lực này cũng được này. Nó đang ở dạng phôi thôi, mình nuôi đến chiều cao tầm này thôi, mình hạ đi. Cái đang làm dáng cao như này, bác nào không thích thì mình có thể làm như vậy được. Hàng bên em đều là hàng trồng chậu có bầu biếc đàng hoàng, khi gửi cho mọi người thì đóng bầu cẩn thận vào thùng đen đằng sau này, gửi đi miền Nam 4-5 ngày cũng không bị ảnh hưởng gì cả, nên là đảm bảo cái việc sống sót và cây không bị suy các bác nhé. Mã 162 450. Cái mã tiếp theo là mã 164 là 550 ngàn, bao phí ship mọi người. Thì cái mã này là vừa lùn này, phần cổ này cũng rất là to này, to phải bằng cái to hơn bắp chân của một người bình thường ấy nhé. Đấy, rất là to ấy, nó nhìn hơn bắp chân của người bình thường ấy. Mã 164 bán cho các bác 550 ngàn thôi, bao phí ship. Này, được cắt tiếp rất là nhiều này, đang để các bác xem vặn đầu xuống. Đấy, 550 ngàn thôi, bao phí ship cho bác phôi ruối. Thế thì hôm nay tạm thời giao lưu với bác như thế, hẹn các bác vào buổi giao lưu tiếp theo nhé.